Chào các bạn nha. Chào các bạn đến kênh Anh Ba miền quê mình nha các bạn. Mời các bạn ăn cơm nha. Bữa nay ăn cơm còn có mướp xào cả nhà. Trái mướp đơn giản. Chấm nước tương. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Tỏi. Mướp xào với miếng thịt cả nhà. Mướp xào vừa tới nè. Vừa tới ngọt mà. Mình ăn mướp mình thường để vỏ đó nha, mướp với bầu mình thường để vỏ. Mướp thì mình cạo nó sạch rồi mình để vỏ nó ngon, bầu cũng vậy. Trái mướp nhỏ nhỏ xào một tô. Mướp dừa chín là ăn ngọt. Các bạn mà nấu lâu quá nó rụt mất tiêu, nó chảy thành nước đó. Có bụng ăn ngon quá à. Lâu lâu ăn nước ngon quá, nước xào. Đồ xào này các bạn ăn hơi nóng nóng nha. Cái nóng nóng ngon. Mướp của bạn.
Sáng nay sổ mũi. Vâng ạ. Đơn giản bạn. Rồi bye bye bạn nha. Bye bye. See you again. Hẹn gặp lại các bạn nha.